Chào anh em nhé. Em lên sóng bán thanh lý với anh em cặp loa của Victor. Model của nó là Q1 anh em nhé. Nếu anh em nào đã chơi từng chơi qua cái dòng loa Q1 thì anh em có thể biết là cái chất âm của nó rất là hay luôn. Con này là bát 10. Một bát một chép anh em nhé. Đấy. Hình thức thì thùng vách thì vuông vắn ok. Có cái là cái loa bát của nó hơi xấu một tí. Chất âm thì không ảnh hưởng gì nhá, vẫn hay ok như bình thường. Đấy, em sẽ quay qua hình thức cho các bác. Con này nó chưa vệ sinh rồi, nó hơi bẩn tí thôi. Còn loa là vuông vắn hết các anh em nhé, không vỡ không bể nở. Qua cái hình thức nó xấu, cái loa bát nó xấu, cho nên em bán xả cho các bác mua về ghép thêm ở âm ly, các cục dàn mini để mình chơi. Đấy, rất hay luôn. Công suất là 40W, hay loa trở kháng là 4 ohm anh em nhé. Đấy, đêm quay hai cái bát cho anh em xem này, nó hơi xấu một tí, không hề ảnh hưởng chất âm anh em nhé. Đấy, công suất của hai loa là 40W đây mình nói rồi, trở kháng là 4 ohm anh em nhé, 4 ohm. Hai loa là cùng một series, cùng một cặp luôn các bác nhé. Đấy, mời anh em trải nghiệm qua cái chất âm một chút xíu nhé. Em sẽ báo giá ở cuối video. Cặp này em bán giá 400.000 bao ship cho anh em. Anh em đặt loa liên hệ số điện thoại Zalo là 0975 575 262. Anh em chú ý là bên em bao ship với các ngân hàng chuyển khoản đủ nhé. Còn các bác cọc thì cọc cho em 150 thì các bác giả tiền ship. Đó. 400.000 anh em nhé. Anh em lấy được thì liên hệ Zalo 0975 575 262. Rồi xin cảm ơn tất cả các bác và anh em.